tiếp theo tập trước, xương đã tản đi, để lộ trên hồ nước là một cái cây to, bát quang ma vương gieo lên, vậy mà là vạn dạ tiên liễu, Tần Nam thi triển chiến thần chi đồng để quan sát, rất nhanh hắn đã phát hiện ra trên cây có ánh sáng phát ra, trên cây liễu đó thế mà có một chiếc quan tài, hơn nữa, có một nữ nhân nằm trong quan tài, nhìn thi thể của người này, Tần Nam thắc mắc, người này lẽ nào chính là nhân đao trí tôn trong truyền thuyết ư? Sau đó, hắn thấy trên người có những vết đen hiện lên, ơ, ờ, nghịch kỵ chi thể của mình sao lại tự vận chuyển vậy, lẽ nào Tần Nam ngẩng đầu nhìn lên rồi nghĩ, cấm kỵ thái cổ ư, lẽ nào nhân đao Chí Tôn không phải chết vì đại hạn tới, mà là bị cấm kỵ thái cổ ghim chết ở đây sao? Bát Quang Ma Vương ngạc nhiên hỏi, quan tài của nhân đao Chí Tôn nằm ở trên cây liễu vạn dạ, phù sinh tiên vương khoái trí gieo lên, "Tốt, tốt, tốt, tất cả mọi thứ quả nhiên đều giống như những gì đã nói trong ngọc giản đó." Địa sát tiên vương nói, "Tần Nam, ngày chết của hai người tới rồi." Sau đó, hắn thò tay vào trong áo, sau đó móc ra một tấm lệnh bài, một tia sáng bắn ra từ trong lệnh bài địa hồn tiên vương đắc ý nói bây giờ cho dù các ngươi có ý chí trí tôn nhiều hơn cũng vô ích những cành cây liễu đột nhiên lan ra mặt nước bên dưới cũng sôi sục sau đó địa hồn tiên vương chĩa cái lệnh bài về phía tần nam địa hồn tiên vương hét lớn người cầm lệnh bài là chủ tiêu diệt tặc tử bát quang ma vương nghe thấy lập tức kêu lên định mệnh ngươi không nói lý lẽ những dây liễu đồng loạt phóng tới hai thằng tần nam và bát quang ma vương hai đứa vội vàng tránh né sang một bên tức khắc tránh được những dây liễu này tần nam than thầm không tốt không ngờ địa hồn tiên vương lại có thể khống chế vạn dạ tiên liễu bây giờ phải làm sao đây thực lực của vạn dạ tiên liễu mạnh như thế ý chí mà trường tiêu chí tôn để lại trong ngọc giản cho dù có thể chặn được một chốc cũng không thể bảo vệ mình mãi được địa hồn tiên vương bên này khoái chí cười vang ha 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 phù sinh tiên vương lúc này nói với tần nam tần nam tiểu hữu giơ tay chịu trói đi ngươi càng phản kháng kết cục cuối cùng sẽ càng thê thảm tốt xấu gì ngươi cũng là một thiên tài tuyệt thế ngươi cũng không muốn địa hồn tiên vương đắc ý cười vang ha 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 Bác Quang Ma Vương tức giận chửi ầm lên, cười cái rắm, các ngươi cho rằng khống chế vạn dạ tiên liễu thì thắng chắc rồi sao? Bản Ma Vương nói cho các ngươi biết, lần này hai tên khốn các ngươi gây họa lớn rồi. Sau đó hắn dì rầm niệm chú, Vèo một cái, Bác Quang Ma Vương đã biến mất khỏi tầm mắt của hai vị tiên vương. Sau đó, Bác Quang Ma Vương hiện thân ở trên thân cây liễu, hai tay của Bác Quang Ma Vương bắt đầu kết ấn, ba thanh tiểu kiếm hiện ra trước mặt tên ma vương này, sau đó, Bác ca ung chém ba thanh kiếm vào thân cây liễu, ba thanh kiếm đâm vào trong quan tài nghe phập phập. phập. Quan tài bỗng nhiên phát sáng, từ trên ngọn cây tiếng gió rít vang vọng khắp nơi. Ma thằng phù sinh tiên vương với địa hồn tiên vương ngơ ngác nhìn nhau. Phù sinh tiên vương há mồm trợn mắt. Lúc này có hai vệt sáng chiếu qua người quả hai vị tiên vương. Phù sinh tiên vương kinh ngạc hỏi: đây là tại sao? Phù sinh tiên vương thắc mắc. Trong ngọc lệnh của hồng cẩm không phải nói chỉ cần có được lệnh bài thì có thể khống chế vạn dạ tiên liễu hay sao? Bát quang bên này lạnh giọng nói: hai người các ngươi quả nhiên không biết. Một khi ai thật sự khống chế vạn dạ tiên liễu, chỉ cần có người công kích quan tài người khống chế vạn dạ tiên liễu sẽ bị vạn dạ tiên liễu coi là kẻ địch phù sinh tiên vương thở hắt ra hồng cẩm ơi hồng cẩm không ngờ trước khi ngươi chết còn bị bọn ta một phố địa hồn tiên vương bên này cũng chửi ầm lên nữ nhân đáng chết tần nam bên này khen ngợi bát quang xem ra ngươi cũng không phải không có tác dụng bát quang lại gào lên ngươi mắng ai là không có tác dụng hả bản ma vương năm đó đã tung hoàng cửu thiên tiên thế nhưng lúc này quan tài của nhân đao trí tôn đã mở ra khiến cho bát quang ma vương ngậm mồm tần nam nhìn quan tài tự động mở nắp hắn thầm nghĩ ơ ờ, lẽ nào nhân đao chí tôn vẫn chưa chết sao bên trong quan tài nhân đao chí tôn đã mở mắt ra sau đó cô ta ngồi dậy bước ra ngoài nhân đao chí tôn chỉ tay ra và nói ngủ say hai nghìn năm mới có thể tỉnh lại thật may mà có ngươi thay bản tọa tiết kiệm không ít thời gian bát quang ma vương hoàng hồn nói mợ gây họa lớn rồi vậy mà không cẩn thận đánh thức nhân đao chí tôn nhân đao chí tôn lạnh giọng nói tiếp nhưng các ngươi xông vào tầm cung của bản tọa còn tùy ý phá hoại ở đây món nợ này bản tọa phải tính với các ngươi thế rồi hàng loạt tia sáng màu xanh hiện ra bao quanh người nhân đao chí tôn rồi những tia sáng này tiến về phía bọn tần nam bát quang và hai thằng tiên vương tần nam nhanh chóng kéo cổ bát quang ma vương rồi nói đi mau sau đó hai thằng nhảy ùm xuống nước phù sinh tiên vương nói với đồng bọn chúng ta cũng đi theo nghe xong địa hồn tiên vương cũng tán thành được thế nhưng phù sinh tiên vương đã la lên nguy rồi chuyển cảnh cổ trạch thanh thạch dưới đáy hồ tần nam vừa bơi xuống vừa nghĩ lẽ nào là thứ bên trong đang gọi khung đồ vô chủ ư Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!